Truyền thuyết kể lại rằng năm thứ 49, đời vua Tùy Văn Đế, tức năm 629 sau Công Nguyên, Đường Tam Tạng nhận được chỉ thị của Quan Thế Âm Bồ Tát lên đường sang Tây Trúc thỉnh chân kinh về phổ độ chúng sinh. Trên đường đi, với sự giúp sức của ba đồ đệ là Ngộ Không, Ngộ Năng và Ngộ Tịnh, trải qua 9 lần 9, 81 kiếp nạn, cuối cùng thầy trò Đường Tăng cũng đã thỉnh được chân kinh mang về. Nhưng đó là câu chuyện của 1.400 năm về trước, vì bây giờ đã là năm 2014.